Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Máy giặt sấy đang ngày càng trở thành món đồ gia dụng phổ biến bởi sự tiện lợi của chúng khi cả hai nhu cầu giặt và sấy quần áo được gói gọn trong một giải pháp duy nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhu cầu giặt sấy khối lượng lớn hàng ngày. Ví dụ như những bạn trẻ còn độc thân hoặc mới lập gia đình, hoặc chỉ cần sấy cho một loại quần áo đặc thù phục vụ cho việc đi làm, đi học. Với những nhóm người dùng này, chỉ một chiếc máy giặt thôi thì không đủ, mà mua hẳn một máy giặt sấy thì lãng phí vì không dùng hết công suất và chi phí ban đầu bỏ ra cao. Vì vậy, một chiếc máy giặt có thêm tiện ích sấy nhẹ để dùng khi cần là lựa chọn tối ưu hơn, không chỉ tiết kiệm số tiền bỏ ra ban đầu mà còn phù hợp với nhu cầu sử dụng hơn, tránh lãng phí. Nắm bắt được nhu cầu đó, Panasonic đã cho ra mắt dòng máy giặt sấy tiện ích hoàn toàn mới, một sự lựa chọn mới bên cạnh dòng sản phẩm máy giặt sấy. Nếu bạn có nhớ, trong video trước, bọn mình đã có dịp trải nghiệm và đánh giá chi tiết mẫu máy giặt sấy mới của Panasonic có tên NAS106FR1BV. Lần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu về máy giặt có chức năng sấy tiện ích Panasonic NAV105FR1BV để xem sản phẩm này có gì đặc biệt và trải nghiệm sử dụng có gì giống và khác so với máy giặt sấy nhé! Mẫu máy giặt tích hợp chức năng sấy tiện ích NAV105FR1BV có giá từ 15.990.000 đồng, trong khi máy giặt sấy NAS106FR1BV có giá trên 20 triệu đồng. Trước tiên, bọn mình muốn nói về sự tương đồng giữa hai dòng sản phẩm này. Cả hai đều là máy giặt lồng ngang, sở hữu các chương trình giặt tiện lợi và công nghệ giặt diệt khuẩn hàng đầu của Panasonic. Cả hai có khối lượng giặt gần như tương đương nhau, với một bên là 10,5kg và bên còn lại là 10kg. Tích hợp chức năng sấy nhưng kích thước thì không khác gì một máy giặt lồng ngang thông thường. Các chương trình giặt tích hợp sẵn như là hàng ngày hay là cốt tông thì đều được hiển thị trực quan trên bảng điều khiển với chú thích song ngữ Anh Việt, thân thiện với người sử dụng. Cả hai đều sở hữu công nghệ giặt độc quyền của Panasonic, bao gồm giặt diệt khuẩn Blue AZ Plus tiêu diệt 99,99% vi khuẩn, giặt nước nóng Stainmaster Plus loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng với các mức nhiệt độ 40, 60, 90 độ C. Tự động vệ sinh lồng giặt sau mỗi chu trình giặt và cảnh báo vệ sinh lồng giặt chuyên sâu sau 100 lần giặt giúp lồng giặt luôn sạch sẽ, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn nấm mốc và giúp tiết kiệm hàng triệu đồng vệ sinh mỗi năm. Không chỉ các chương trình giặt và công nghệ giặt độc quyền, Panasonic NAS106FR1PV và NAV105FR1PV còn có những đặc điểm chung về các tính năng thông minh như AI Smartwatch dùng hệ thống cảm biến để tối ưu hóa chu trình giặt, điều khiển từ xa thông qua Wi-Fi với ứng dụng Panasonic Smart App Plus. Về cơ bản thì khía cạnh giặt của hai sản phẩm này là tương đồng nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Sự khác nhau của hai model chủ yếu đến từ chức năng sấy cũng là mục đích chính của video này. Đầu tiên là về công nghệ sấy. Công nghệ sấy trên NAS106FR1BV là sấy ngưng tụ. Hơi ẩm trong quá trình sấy sẽ được ngưng tụ và thoát ra bên ngoài thông qua đường nước xả. Trong khi đó, công nghệ sấy trên NAV105FR1BV là sấy thông hơi, máy sẽ hút không khí từ bên ngoài, làm nóng luồng không khí đó rồi thổi vào bên trong lồng giặt để sấy khô quần áo. Không khí ẩm sẽ được thổi ra bên ngoài nhờ khe thoát khí. Mỗi công nghệ sấy đều có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ, máy giặt sấy thông thường có giá thành rẻ hơn, chi phí sửa chữa đơn giản hơn nhưng nên đặt ở nơi thông thoáng để tránh làm ảnh hưởng tới các đồ vật khác. Tiếp theo là về khối lượng sấy, Panasonic NAS106FR1BV có khối lượng sấy tối đa là 6kg, sẽ phù hợp cho những gia đình có khối lượng lớn quần áo cần sấy khô hàng ngày, từ 6 đến 8 bộ. Trong khi đó, máy giặt tích hợp tiện ích sấy NAV105FR1BV có khối lượng sấy tối đa là 2kg, phù hợp cho những gia đình có ít thành viên và chỉ cần sấy một lượng nhỏ quần áo hàng ngày. Panasonic NAS106FR1BV có hai chế độ sấy khác nhau là sấy nâng niu Gentle Dry và sấy nhanh Speed Dry. Khi chọn chế độ sấy Gentle Dry, sấy nâng niu thì máy giặt sẽ lấy không khí tự nhiên từ bên ngoài để duy trì nhiệt độ sấy ở mức 65 độ C thay vì 85 đến 90 độ C như máy giặt sấy thông thường. Qua đó sẽ giữ được độ bền màu của quần áo, chống nhăn nhưng vẫn đảm bảo tiêu diệt 99,9% vi khuẩn. Speed Dry để dùng cho những lúc cần sấy nhanh, máy sẽ sấy ở nhiệt độ 85 độ C như các máy giặt sấy thông thường, rút ngắn thời gian chu trình sấy đi 74 phút so với Gentle Dry. Đối với sản phẩm máy giặt tích hợp sấy Panasonic NAV105FR1PV thì sẽ có 3 chế độ sấy để cho bạn lựa chọn. Chế độ sấy diệt khuẩn 0,5kg, loại bỏ 99% vi khuẩn khuyên dùng cho đồ trẻ em, đồ lót, khẩu trang thường xuyên tiếp xúc với da, cần hạn chế phơi khô ngoài trời. Chế độ sấy nhẹ 1kg dành cho quần áo thể thao hàng ngày, không thể để lâu vì mồ hôi ẩm ướt hay chiếc áo trắng cần giặt ngay vì sợ ố vàng.
Chế độ sấy khô 2kg dành cho quần áo đã phơi khô một phần ngoài trời trong những ngày mưa ẩm ướt. Khi nhìn và cảm nhận trực tiếp, quần áo từ cả hai chiếc máy giặt đều rất mềm mại và cho cảm giác dễ chịu khi sờ vào. Vải không bị sơ và cũng không bị khô, nhăn nheo như là quần áo phơi khô tự nhiên ngoài trời. Sự khác biệt về độ mềm mại giữa hai chiếc máy giặt là rất khó để nhận biết bằng mắt thường, nhưng nếu xem xét thật kỹ càng thì model Panasonic NAS106FR1PV với chức năng sấy nâng niu theo mình thì vẫn nhỉnh hơn một chút so với máy giặt tích hợp chức năng sấy Panasonic NAV105FR1PV. Cách thức vận hành của hai mẫu máy giặt cũng có sự khác nhau. Với Panasonic NAS106FR1PV, bạn có thể thiết lập một chu trình từ giặt tới sấy hoàn thiện liên tục hoặc tách rời sấy riêng nếu như có nhu cầu. Panasonic NAV105FR1PV thì tính năng giặt và sấy được tách thành hai chu trình độc lập. Khi quá trình giặt kết thúc, bạn có thể lựa chọn những loại đồ cần sấy khô ngay và tiếp tục khởi động quá trình sấy tùy theo nhu cầu. Còn những quần áo thông thường có thể đem đi phơi khô tự nhiên để tiết kiệm điện nước. Mức nhiệt độ sấy giữa hai thiết bị cũng sẽ khác nhau tùy vào chế độ mà bạn lựa chọn. NAS106FR1PV có nhiệt độ sấy từ 65 đến 85 độ C tùy thuộc vào bạn chọn sấy nâng niu hay sấy nhanh. NAV105FR1PV có nhiệt độ sấy khoảng 55 độ C. Cả hai dòng máy đều có mức nhiệt không quá cao, không gây co rút quần áo nhưng vẫn đảm bảo khô ráo. Những loại trang phục nhạy cảm với nhiệt độ như đồ trẻ em, đồ tập gym sẽ không bị mất form hay xù lông bởi nhiệt độ cao khi sấy. Về điện năng tiêu thụ, bọn mình cũng đã sử dụng công cụ đo chuyên dụng để xem sự chênh lệch về mức tiêu thụ điện năng của hai máy giặt này. Với khối lượng quần áo khoảng gần 2kg, máy giặt sấy NAS106FR1PV tiêu thụ gần 2,3 số điện sau một chu trình sấy nâng niu. Còn máy giặt tích hợp tiện ích sấy NAV105FR1PV sử dụng 1,678 số điện sau khi chu trình sấy kết thúc. Có thể thấy máy giặt sấy ngưng tụ Panasonic NAS106FR1PV sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn do nguyên lý hoạt động cần thêm điện năng cho dàn ngưng tụ. Nên với máy giặt tích hợp tiện ích sấy như Panasonic NAV105FR1PV, người dùng sẽ không chỉ tiết kiệm được chi phí ban đầu khi mua mà sẽ tiết kiệm được thêm chi phí về điện năng sử dụng. Hai sản phẩm trên hoàn toàn giống nhau về kiểu dáng và kích thước. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được hai sản phẩm này? Các bạn có thể nhìn vào tên ký hiệu của hai sản phẩm. Nếu là NAS thì sẽ là máy giặt sấy, còn NAV thì sẽ là máy giặt cửa trước tích hợp sấy. Chi tiết thứ hai có thể quan sát đó là máy giặt sấy ghi cả cân nặng giặt và sấy là 10 và 6kg, còn với máy giặt tích hợp sấy thì chỉ ghi khối lượng giặt mà thôi. Tổng kết lại, máy giặt có sấy tiện ích NAV105FR1PV của Panasonic không phải là một chiếc máy giặt sấy, nhưng sự tiện lợi nó mang lại vẫn vượt trội so với một chiếc máy giặt thông thường. Trên thị trường đang có giá bán dao động chỉ từ 15.990.000 đồng. So sánh với sản phẩm máy giặt cửa ngang thế hệ trước của hãng, thì NAV105FR1PV có giá tương đương nhưng lại được tặng thêm 2kg sấy tiện lợi. Và so sánh với một chiếc máy giặt sấy thế hệ mới, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 5-6 triệu đồng chưa kể chi phí điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng. Hy vọng rằng qua video này, bạn sẽ có được cái nhìn chính xác nhất về hai sản phẩm máy giặt của Panasonic cũng như chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của VN Review.